Ui, 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 ui. Mình không ngờ tới. Nha. Ok, chúng ta có thể chết còi. Hello các bạn, mình là Thanh đây. Hôm nay mình mới mua được một con xe máy các bạn. Như ở đầu các bạn cũng thấy mình là một dân chuyên nghiệp. Mà trong game thôi, không phải ngoài đời thực. Hôm nay bạn nào muốn mà mua xe thì hãy chở đi nhé. Các bạn hãy cho bạn xem một vài động tác cơ bản này. Quả báo. Ui. Lần này chân mình bị làm sao? À, chỉ bị gãy thôi. Không sao cả, chân mình chỉ bị gãy thôi. Chứ nó có sao đâu, đúng không? Đấy. Ok. Các bạn có thể nhìn thấy hai bên vô của tôi nhé. Bạn xem tôi đã làm gì. Mình tỉnh lại trong bệnh viện. Anh đang ở đâu đây? Hobbito. Bệnh sử viện. Và hôm nay mình sẽ thử thách đạt thành tích, đó chính là chạy nhanh nhất thế giới và không va vào xe nào thôi các bạn. Như các bạn có thể thấy ở đầu video và ở trên tiêu đề mình đã ghi. Thực sự thì ngày hôm nay mình mua được con xe này và mình đi các bạn ạ. Nếu mình không biết đặt tên, mình không biết đặt tên, mình không biết đặt tên. Ai biết mình thấy mất đối dạng sao? Ngầu, ngầu không? Ngầu, ui, ui không, không được. Ngầu này ngầu quá rồi. Ngầu quá, không thấy đường đi rồi. Rơi hơn thấy rồi. Chúng ta có hai người bạn này. Hay là hai người thân đấy. Chắc là hai người bạn thôi. Nào, đi đi. Không. Đây mình sẽ thử đi đường này các bạn. Ok. Mình thích đi đường ngược lại hơn. Tại vì mình đi đường chính này. Cái màn này mình không ngờ tới bạn, điều không ngờ tới. Không ngờ tới luôn. Không ngờ tới luôn đấy. Nhà sẽ xuất bản làm game kiểu không ngờ tới chứ gì. Không ngờ tới có đúng không? Đấy. Không ngờ tới thật một chút. Vậy thì cho nên mình sẽ đi theo hướng này. Này, mình tiến chân đây.
Nó sẽ thể hiện mà hết kỹ thuật thông số và sống lâu nhất trên thế giới. À, sống lâu nhất trong con game này, khoảng lâu nhất trên thế giới. Các bạn nhìn nè, 3, 2, 1, bắt đầu. Em chẳng biết, em quay phải thấy vui mẹ chơi. Ôi xưa, quá là đỉnh luôn. Quá là đỉnh luôn. Đỉnh quá, đỉnh luôn, bị luôn hai con xe. Ôi, người bạn này đấy. Anh bạn ơi, tôi xin lỗi. Tôi không thể bỏ đam mê này, anh bạn. Nếu như anh bán một con thèm về cái trò chơi này nữa, tôi sẽ bỏ một con bán. Báo quá. Bốc lửa không nhìn thấy đường các bạn ạ. Đã bốc đầu nguyên như này, nguyên như này. Bị xe tông à? Bước rồi bị xe tông hả bạn? Ảo thế? À không. Hai người bạn mới ra đến. Sorry daddy. Bây giờ tôi tập trung, tôi chỉ tập trung nhìn vào gương thôi. Là tôi đã phát hiện ra tôi vừa tạt đầu qua hai xe buýt rồi. Nãy giờ là mình làm trò đùa cho bạn xem thôi. Nhưng mà bây giờ thì mình mới làm thật đây này. Bây giờ mới chính là dân chuyên lái xe máy thanh xuất hiện đây này. Mình. Nãy giờ mới là dân chuyên này. Thôi lại chắc là nãy giờ do mạng lát thôi, mạng lát thôi, chắc là cái video mình lát thôi các bạn ạ. Không phải do mình ấy xe đâu, tung đâu nhỉ. Thế này, các bạn nhé, đấy mình đi chơi tiếp, mình đã được rồi. Chúng ta không được đi như thế này, được đi như thế này, đấy bởi vì nó sẽ có thể rất dễ gây ra hậu quả sau này. Chúng ta đi với tốc độ từ từ. Chúng ta không đi nhanh quá như thế này, mà chúng ta không đi chậm quá như thế này. Thế mà chúng ta hãy vừa đi giữ tốc độ bình thường và còi. Còn trong trường hợp mà chúng ta không còi không được ấy các bạn ạ, thì chúng ta sẽ áp dụng những chiêu thức áp sát. Ok, đúng như các bạn đã vừa rồi thì tôi đã thử nghiệm và không khác gì nhau. Thôi, đi xem các bạn đã đi thôi. Nãy tôi vừa mới nghỉ vào một cái quán ăn. Đấy, theo như những gì tôi dạy các bạn. Còn nhớ không? Ôi giời. Mà không được nữa thì ta đi ra đây. Thế thôi, ta chọn đường. À không, sao ta không đi ra chỗ giữa này nhỉ? Đây, mình đi ra chỗ giữa này này vừa tránh được hai bên xe, đấy. Trong cái thành phố này không ai được lấn chiếm đường của ai mà chúng ta phải đi ra ra để chúng ta lấy cổ tịch. Ui các bạn ơi, cái con game này nó không cho chúng ta nút sang, nút sang trái sang phải đâu, chúng ta nhìn thấy được thôi. Đấy, nên là nhiều khi mình rơi nhanh quá thì mình cười nhỉ. Bốc đầu bị xe tông. Không sao. Thần thanh xuất hiện này. Vô tuyết còi. Vô tuyết còi. Đi ra giữa.
Mình sẽ là con đường xịn. Vừa nói dứt lời, đấy, mình có như này. Đấy, bây giờ chúng ta tiếp tục đi nhá. À, nó không chia đường rồi. Ok. Mình cảm thấy cái này càng xuất hiện nhiều xe. Ui, phanh, 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 phanh. Ok, mình sẽ làm được. Ok. Đối với mình, ngày hôm nay là ngày mai là tương lai. Hôm nay là hiện tại ở nhà mình. Hôm nay là cái gì mình không biết được. Nhưng mình chỉ biết được ngày mai mình là tương lai thôi. Đấy, sau 7:49 là mình thua. Thì mình đã rút ra được kinh nghiệm khi đi xe. Đó chính là chúng ta không nên làm những quy động tác vượt ẩu. Và các bạn hãy làm như mình nhé. Mình chỉ làm một lần duy nhất thôi. Xe đây. Tạm biệt bạn nhé, mình đi đây. Tạm biệt bạn. Bà tôi đưa tôi ra đầu làng, bà con ăn bún rượu vang. Tôi trả lời bà tôi là không. Úi dù, tức thích không khó. Không ai làm khó được mình, các bạn ạ. Thế giới này là của mình mà. Ăn cơm cần phải nuốt. Chúng ta đi được nửa chặng đường. Nửa chặng đường.
vào đường ngầm, vào đường ngầm. Ui, phanh 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 phanh. Ui, cái xe này ô tô này. Bạn ơi trung đội rồi bạn ơi. Bạn ê trung đội rồi bạn ơi. Làm để bạn đi này. Không, tại cái xe khách gì đấy các bạn ạ. Thôi cái gì thì cái, để video sau mình dẫn các bạn đi nhá. Bye bye. Chứ lên viện này nhiều hơi tốn xiển các bạn. Bye bye nhá.